Đấy. À, những đôi loa như thế này mà các bác không chú trọng để chú ý đến thì bác chú ý đến đôi nào? Ở trên loa thì báo cáo các bác là trừ những bác gọi là phải nói là gọi là sư phụ chơi âm thanh ra thì còn rất nhiều các bác cũng đam mê âm thanh nhưng mà bây giờ gọi là cứ thấy người ta có mình cũng muốn có đấy. Nên là có nhiều bác là cứ đi mua tràn lan lên xong mua đổi hết con nọ đổi đến con kia. Xong rồi là rất là tốn kém. Và các bác là ví dụ như các bác chỉ cần đọc là tôi cái khoản tiền của tôi cần 20 triệu một bộ chẳng hạn. Cứ đọc cho cái người bán không phải riêng em, cái người bán kia người ta sẽ tư vấn cho các bác. Hoặc thích hãng nào. Còn đây là những dòng loa BMW két thì nó là một trong những dòng loa nổi tiếng gần như nhất thì thế giới rồi. Đấy. À, cho vậy nhưng mà những đôi loa như này nó cũng không rẻ tiền các bác nhé, nó toàn tiền trên chục hết cả lên đâu. À, đây là đôi loa BMW kép 602S3 DM602S3. À, công suất của một đôi này nó tận 240W cơ ạ. Và nó là một trong những dòng loa phải nói là đáp ứng tất cả các dòng nhạc mềm mại nhất, mượt mà nhất cho các bác luôn. Riêng đối loại BMW kép này thì nếu các bác nào đã nghe dòng này rồi thì nghe sang dòng khác là các bác không thích lắm, trừ là các bác nào đi nghe nhạc cổ thì mua loa cổ thôi. Đấy. À, con này 200W một loa, à, series của nó là series liền kề luôn. Con này 21 thì con kia 22 liền kề luôn ạ. Hàng made in England, bao zin bao chất cho bác. À, mức giá của đôi loa này là 13 triệu 800. 13 triệu 800. Các bác cứ đi tham khảo đấy bác ơi. Chứ không phải tự nhiên có nhiều bác thì cứ thấy tai nôi cũng tầm này này. Tai nôi như thế này. 15, 13, 15 triệu thi nhau nhau vào mua. Nhưng báo cáo các bác là tai nôi nó không như được như con này đâu. Tai nôi nó cũng là Anh Quốc mà con này cũng là loại Anh Quốc. Nhưng tại sao con này nó lại có giá trị và bán được nhiều vậy? Bởi vì con này là dễ ghép âm ly. Còn tai nôi các bác chỉ âm ly đèn và Acouphe thôi. Mà bác mua một đôi tai nôi 10 triệu thì bác phải rước con Acouphe 2 30 triệu về mới đánh được. Thôi sau đây em Tuấn sẽ test cho các bác. Em đang test với con Rothel. Riêng dòng này bác đánh Rothel âm ly đèn là một số dòng âm ly khác ok. Mời các bác này. Con này bao zin bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Dù nỗi buồn của bạn mang màu sắc nào, quá ấm luôn. Thì vẫn mong một ngày nào đó thật gần, bạn sẽ để lại nỗi buồn trong lòng ấy trôi đi qua tay. Vì có thể chúng ta đã nhìn ngắm và day dứt nỗi buồn quá lâu, để nhận ra vẫn còn rất nhiều những điểm hạnh phúc an yên khác trong những phút giây hiện tại. Thế sao ạ? Những đôi loa này đặt vào những căn phòng sang trọng, chung cư hoặc những căn phòng mà đa số là các bác ở thành phố, ở cái diện tích phòng khách nó không to nhé. Nhưng mà để đáp ứng được cái chất lượng âm thanh hay cao cấp thì bác những đôi này là sở trường của các bác. Có nhiều bác cả rước những đôi nó khủng quá về nó cũng không có cái diện tích để đặt. Đây em đang test đôi loa này ở trong căn phòng khách của nhà em đây này. 160 mét vuông bác nhé. 160 mét vuông, được chưa? Mà nó vẫn đáp ứng cho bác, nó không bị đuối đâu. Nên các bác chọn đa số là các bác nếu là bác nào chưa biết chơi cứ nhờ hẳn người bán cho nhanh. Còn các bác tự chọn là có nhiều cái em nói không sai đâu mà. Có nhiều bác mất rất là nhiều tiền nhưng bộ loa bộ âm thanh vẫn trưng. Đấy. Khi bước chân đi lần trong cuộc đời. Căng đi, cái căng đi.
ngắn chia mình rồi. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu đợi chờ, chưa quên lối đi. Đêm đêm em nhận gió, gửi mây về cho anh, trao cho anh tiếng hát. Mình thương nhau ngày ấy, nhưng nay ta xa rồi. Mà một hình bóng trong nhớ. Được chưa? Test loa, một đôi loa, chiếc điện thoại và đúng một chiếc âm ly này thôi. Đây. Bên em không có qua giải mã thì bác nhá. Tôi nói nhanh luôn. Test như vậy để các bác nắm luôn là đây, test mộc. Chứ bây giờ mà đưa vào những cái bộ dàn này mình test thì nó hay lắm. Có nhiều bác mua loa về bảo ô sao tôi đến nhà tôi đến một số cửa hàng tôi mua ở đấy nghe hay lắm, về nhà chả ra cái gì. Đấy, bởi vì là có nhiều cái căn phòng người ta test loa nó hẹp, nó nhỏ, người ta xử lý tiêu âm rồi. Vào đấy các bác ạ, cái âm thanh nó rất là được chất lọc. Còn đây em cứ test theo kiểu nhà quê nhá, chân đất như mọi ngày em nói đấy. Không có xử lý cái gì cả, đặt đâu em test đấy. Em bê cái âm ly đi theo. Thế xong, em chào bác.